Đây là một phần của bài thi đối luyện hai người. Mỗi bài thi kéo dài tới 3 phút, sẽ kết hợp thêm với kiếm, dao găm hay gậy. Điểm bắt buộc của đối luyện là các vận động viên phải tự sáng tạo ra bài thi của mình. Đó là sự khác biệt so với nội dung đơn và tập thể 3 người chỉ đánh theo bài quy định. Thầy và trò thì thường thường là phải xem các cái băng kỹ thuật hoặc là lên xem các cái phim ảnh có những cái kỹ thuật hay có những cái tổ hợp nào hay, là thường thường là phải học. Đấy, phải học và phải nghĩ ra làm sao cho kết cấu cái bài đánh nó phải hợp lý. Bài thi phải hay, kết hợp nhiều kỹ thuật, nhuần nhuyễn mới có điểm. Thành ra có bài rồi, bây giờ tập làm sao cho khớp lại là một vấn đề lớn. Cái ghép bài thì nó mất vào cái khoảng thời gian là ăn khớp với nhau, tại vì nó là cái động tác mới, nếu mà một đứa quên bài cái là đứa kia lại ăn đòn đi chơi. Gậy kia cũng vụt vào nhau như cơm bữa luôn nhá. Đấy, nó phải nhìn nhau để đánh cho nó đều, ví dụ chỉ cần hơi lệch một tí thôi là nó sẽ mất nhịp, nên là phải tập trung cao độ, rất là cao độ. Vừa phải tập trung cao độ, vừa phải để ý đồng đội ra đòn sao cho khớp, lại phải thể hiện biểu cảm qua khuôn mặt. Quá nhiều yêu cầu, nhưng để ra được sàn thi đấu thì cũng mất một khoảng thời gian khổ luyện không nhỏ. Cũng mất khoảng thời gian khoảng từ 6 tháng đến 1 năm đấy, để mà các em hoàn thiện được một bài đánh như thế. Ở nội dung thách thức này, các võ sĩ Việt Nam chưa từng đoạt vàng SEA Games. Vì thế ở kỳ đại hội năm tới diễn ra trên sân nhà, thầy trò đội tuyển Seni Việt Nam đang ấp ủ một bài thi đặc biệt để quyết tâm đổi màu huy chương.